Chào tôi người nha. Thì hôm qua tại nhà mình cúp điện cho nên là mình không có làm video gì hết, mà với lại mình không công bố kết quả mini game cho anh em á. Thì bây giờ mình sẽ công bố kết quả mini game ha. Thì nói chung là đây. Anh em xem ha. Quả nha mọi người, 03 đây ha. Đây. Ở đây là tên của mình nha. Đó. Mọi người thấy không? Mình làm tới 2 năm rồi, bản ủy quyền từ tháng 3 2020 mọi người thấy không? Đó. Ok ha. Đây. 03 nha. À, vẫn như thường lệ ha, là mình sẽ tra ở trên cái mini game của mình. Thì tổng cộng là có 77 bình luận ha mọi người. Đó. Và xong khi cái này thì tí là mình sẽ cho mọi người xem cái mà mình muốn chia sẻ, đó chính là nói chung một cái gì thì hồi xíu là mọi người sẽ biết ha. Chứ còn để mình nói trước thì sẽ không hay. Nói chung là cũng bình luận mới nhất xếp trước nha mọi người. Ok. Rồi, chắc mọi người cũng đã thấy rồi ha. Số đúng đó chính là số 03. À, đây, bạn Hoàng Nguyễn này trúng rồi ha. Nhưng mà chưa chắc, tại vì mình chỉ có một giải thôi, thì là người nào đúng nhất sẽ là được trước ha. Nhà vườn hữu của mình là cái chú chim chích chì lụa 8 móng trắng đó mọi người. Ghê thơm. Đây bạn Út gà. Gà gì A siêu à, bạn này đoán đúng đó nè mọi người. Đây. Cho một like luôn. Ê. Đó. Rồi xong hết. Vậy là bạn Út gà này đoán trúng nha, 2 ngày trước. Thì bạn liên hệ với mình nha. Và nhắn tin qua Zalo cho mình hay ngoài địa chỉ nữa. Để còn không là nếu mà bạn biết xe nào mà từ Bình Dương của mình mà về chỗ bạn thì alo cho mình thì mình sẽ gửi đi ha. Số điện thoại của mình là 0929 887 346 ha. Rồi ok, sẵn đây mình sẽ trả lời câu hỏi của anh em luôn. Để anh em khỏi thắc mắc. Khá là nhiều câu hỏi trên này mọi người. Mình lấy luôn. Nói chung là Facebook mình có dùng nha, nhưng mà mình rất ít khi nào mà mình bán chim lên đó lắm. Anh làm video cho Khú Non ăn đi. Thì nói chung là Khú Non hiện tại mình bây giờ mình chưa có, nên là mình không có nói chung là mình không có thể nào mà mình quay được ha. Khi nào có mình sẽ quay cho anh em xem. Anh em khỏi lo chuyện đó. Chích chè lửa sợi cánh ghép cặp được không anh? Nói chung là chim ghép được bình thường hết. Thì tí nữa mình sẽ có một cái video mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề mà chim tặc lỗi ghép nè, mình sẽ chia sẻ anh em. Của bạn Lộc Nguyên là chim mình tha rác đầy tổ rồi, trống cũng vào ổ vụ máy rồi, tỷ lệ thành công cao không bạn? Nói chung là trống vô, mọi người thấy là cái ổ của mình á, con trống nó vô ổ nằm rồi thì khoảng thời gian cũng sẽ nhanh thôi, là con máy sẽ vô đẻ à. Từ khi nào con máy nó bị đê nó sẽ không đẻ thôi, chứ còn được bình thường thì nó vẫn đẻ nha. Cho em hỏi sao Khú làm tổ mà không đẻ? Cái đó là chuyện bình thường thôi bạn, có con làm 2 năm vẫn chưa đẻ nữa. Thì nói chung là mà cho nên mình hơi nói là cái duyên thôi mọi người. Có duyên thì chim nó sẽ đẻ thôi. Có con sẽ làm rất là lâu. Con sẽ làm rất là nhanh. Giống như cái ổ ngay chỗ này của mình nè. Nó đã làm tổ lại rồi. Nó gấp gác lên, nó kha. Nói chung là kha, mà chuồng nó đã đẻ rồi á. Nó kha lên, nó quăng xuống lia lịa. Chim chích chè cô nằm ổ có sao không anh? Là sao? À, chim chích chè lửa cô nằm ổ. À, cái này thì trống nằm ổ bình thường thôi, trống nằm ổ để dụ con máy vô chúng hết. Có nhiều khi có những con trống nó thương con lắm, nó vẫn vô nằm ổ, nó áp hai trong máy luôn. Chim của anh cặp đôi nào mà không thấy thôi á,
chim của anh cặp đôi mà. À, cặp đôi kha rác thì đó chờ phải lâu lắm. Nói chung là kha rác đâu phải muốn cái thả vô chim kha rác đâu. Giống như anh em giờ anh em có tiền, không có tiền anh em đi qua một vùng đất mới anh em ở mà không có tiền xây nhà, tất nhiên phải đi ở trọ thì phải tá túc ở đâu đó, chim cũng vậy thôi. Thì nó mới vô nó bắt cặp thì bắt cặp như vậy, nhưng mà ổ thì khi nào mà nó có đủ điều kiện thì nó sẽ làm. Nhưng mình có đủ điều kiện mình sẽ xây nhà. Còn không thì ở nhà mướn. Chim nó cũng vậy thôi. Thì nó sẽ tá túc ở một nơi nào đó nó ngủ được, nó sẽ nằm đó nó ngủ. Rồi hết rồi mọi người, thì có những cái này thôi, còn mấy cái câu này toàn là gì không mình đọc chả hiểu hết. Với lại mấy câu mà câu báo giá công khai đi, thì thực sự nếu mà báo được thì mình sẽ báo cho anh em rồi. Thì bạn gà gì quên mất tiêu rồi. Bạn liên hệ với mình giúp mình nha, để mình có thể là mình gửi chim cho bạn ha. Chứ mình thì nhiều khi mình cũng không có biết được là ở chỗ mình với lại ở chỗ bạn có gần nhau hay không, cho nên là bạn chịu khó liên hệ giúp mình ha. Rồi ok, xíu thì mình sẽ làm cái chủ đề kia, mình sẽ báo chia sẻ với anh em hay sao ha. Giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây ha, chào tạm biệt tất cả mọi người nha.